Giao tiếp thành thạo, tránh xa 5 lỗi thường gặp sau. 5 lỗi thường gặp mà người bán hàng hay mắc phải có thể hủy hoại thương vụ hoặc làm mất đi khách hàng tiềm năng. Nếu bạn muốn biết làm cách nào để thành người giao tiếp thành thạo, trước tiên bạn phải nhận ra các lỗi đó và tránh xa chúng trong mọi hoàn cảnh. Làm thế nào để nói chuyện, không tranh cãi? Đầu tiên là tranh cãi. Khi bạn tranh luận với khách hàng tiềm năng, bạn gián tiếp nói với anh ta rằng anh ta đã sai. Mọi người đều ghét bị nói là họ sai, kể cả khi rõ ràng là thế. Họ ghét người nào chỉ ra lỗi của họ. Công việc của bạn là để khách hàng chiến thắng, không phải để tức giận chiến thắng. Nếu khách hàng chỉ trích về công ty hoặc chất lượng của sản phẩm, hãy bỏ qua. Tập trung vào sản phẩm nào anh ta có thể hài lòng. Và bỏ qua phần còn lại, tin tưởng bản thân. Lỗi thứ hai mà người bán hàng hay gặp phải là không có lòng tin với bản thân. Người bán hàng tốt nhất thường là người điềm đạm, tự tin, kỳ vọng tích cực bản thân. Họ cảm thấy mình ổn và họ có lòng tin rằng mọi thứ họ làm có tính xây dựng hướng tới sự nghiệp thành công của họ. Họ cảm thấy thoải mái trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Họ biết làm cách nào để chốt sale. Thường thì khách hàng đồng ý để mua sản phẩm từ họ thậm chí trước cả khi họ được giới thiệu hoặc mô tả về sản phẩm hoặc dịch vụ. Nếu bạn muốn học để trở nên giao tiếp thành thạo, bạn cần phát triển, học tập thái độ và biểu hiện của những người thành công trong bán hàng. Một trong số kỹ thuật bán hàng hiệu quả nhất bạn có thể có đó chính là niềm tin mạnh mẽ vào bản thân. Quan điểm, lỗi thứ ba mà khiến cho đa số người bán hàng không thể kết nối với khách hàng. Con người có 100% cảm xúc trong mọi thứ bạn nói, bạn làm, tất cả các quyết định hay không quyết định đều được tạo ra bởi cảm xúc. Cho nên, nếu bạn học cách giao tiếp thành thạo, bạn cần phải hiểu quan điểm của họ và kết nối với cái tạo nên cảm xúc mạnh mẽ theo cách này hay cách khác. Có một câu nói nhỏ mà chúng ta học trong các buổi hội thảo bán hàng, như thế này, nếu bạn có thể thấy râu rôn qua đôi mắt râu rôn, bạn có thể nói râu rôn cái râu rôn sẽ mua. Một câu nói đơn giản là nếu bạn có thể phát triển lên một mức cao của sự đồng cảm, bạn có thể thoát khỏi chính mình, rồi đưa mình vào trong suy nghĩ, trái tim của người khác, bạn có thể thành thạo hành động lẫn thói quen của họ. Những người bán hàng xuất sắc là người rất nhạy bén và đồng cảm hơn người. Họ lắng nghe rất kỹ để biết người khác nói gì và thông điệp họ truyền tải. Họ hiểu những điều họ đã nói và cả những điều mà họ không nói. Có lẽ kỹ thuật có sức mạnh nhất mà bạn có thể phát triển giao tiếp là học cách đặt câu hỏi cẩn thận và lắng nghe thật kỹ câu trả lời. Hãy nhớ, lắng nghe có thể xây dựng niềm tin và uy tín. Bạn càng nghe cái người khác nói, người khác càng tin tưởng bạn hơn và bạn trở thành người giao tiếp tốt. Quy tắc cơ bản là bạn không nên nói điều gì nếu bạn không tìm ra cách thay thế nó thành câu hỏi, nói sự thật, lỗi thứ tư cần tránh trong bán hàng. Điều này xảy ra khi bạn nói rằng sản phẩm của bạn có thể làm cái không thể. Ranh giới giữa quảng cáo sai sự thật và mắc lỗi trình bày là rất gần. Kể từ lúc yếu tố tin tưởng là chất xúc tác quan trọng cho việc bán hàng, bạn phải luôn nói sự thật và không được nói điều gì ảnh hưởng tới sự tin tưởng đó. Trong thực tế, cách nói chuyện trong bán hàng của bạn có lẽ ấn tượng hơn lời nói quá. Thay vì bạn nói về điểm đặc biệt của sản phẩm dịch vụ, bạn có thể nói về kinh nghiệm được kể lại từ một số khách hàng của bạn. Đặt mình vào vị trí người khác, khách hàng dễ dàng chấp nhận và tin tưởng nhận xét tích cực nếu điều đó là do ai đó nói chứ không phải người bán hàng. Đừng sợ hãi, lỗi thứ năm cần phải tránh xa là sợ bị từ chối. Họ sợ từ chối đến nỗi họ luôn lo lắng xúc phạm khách hàng, vì thế họ tránh yêu cầu đặt hàng. Còn có người chỉ quan tâm đến làm sao để bán được hàng thì lại thường xúc phạm khách hàng và mất cơ hội kết thúc nó. Người bán hàng thành công luôn giữ đôi mắt của họ vào hai quả bóng cùng một lúc. Người bán hàng đứng đầu có hai tố chất, sự đồng cảm và tham vọng. Đồng cảm là do họ nắm bắt tâm lý để khách hàng có sự hứng thú tốt nhất. Tham vọng tạo nên nhờ sự tập trung và kỳ vọng của họ. Và người bán hàng giỏi luôn giữ cho hai tố chất đó cân bằng. Cả hai điều đó đều quan tâm đến khách hàng và quan tâm đến cuộc bán hàng, làm sao để chốt sale. Nếu bạn loại bỏ 5 lỗi sai của người bán hàng trong suốt thương vụ, bạn có thể cải thiện triệt để kết quả bán hàng. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.